cái kinh. Đây nè. Ù, một con cái mó ràng cái nha. Một sắc đẹp ghê luôn chưa. Ồ, nó ăn rỡ xuống tiếp dưới luôn. Hi, em xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Thì trong thời gian gần đây có rất nhiều cô chú anh chị đã vô bình luận và kêu em làm một cái thử thách sinh tồn trên một cái hòn đảo có tên là Hòn Vung cả nhà, còn gọi là Hòn Nghĩa Trang nha. Thì hiện tại em đang đặt chân trên cái hòn đảo này rồi. Đây, em quay vô cho cả nhà mình xem nè. Tí nữa em sẽ đi vòng hết cái hòn đảo này và quay lại cho cô chú anh chị mình xem. Rồi sau khi mà mình dựng lều cắm trại rồi xong hết rồi cả nhà, em sẽ đi lên trên cái đỉnh núi và quay cái tổng thể hết cái hòn đảo này luôn nha. Tại vì hòn đảo này cũng rất là nhỏ luôn. Nó chỉ có một cái tràng cát cũng khá là rộng để người ta xây mộ ở đây thôi. Dụng cụ hôm nay em mang theo gồm có một con dao, một cây đèn pin với một cái kính lặn nha. Kính lặn thì mình có thể lặn xuống nước để quay dưới rạn san hô đồ cho cả nhà mình xem. Còn đèn pin thì hỗ trợ ánh sáng. Dao thì lúc nào mình đi ra đảo ra núi thì mình cũng đem theo. Nói chung là dao trong một thứ không thể thiếu cho mình đi sinh tồn cả nhà. Rồi giờ em cũng mời cả nhà mình cùng đi lên trên đảo nha. Giờ em mới hiểu tại sao có nhiều anh chị kêu em lên trên hòn đảo này để mà làm một cái thử thách sinh tồn nha. Em hiện tại thì đang trên đường tiến về bên hòn đảo bên kia nữa. Càng vô trong này càng nhiều mộ hơn. Nói chung thì em cũng quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem thôi. Rồi mình sẽ tiến ra đảo để mà kiếm chỗ nào đó dựng lều làm nơi trú ẩn nha cả nhà. Chứ mình không có làm phiền những nơi yên tĩnh như thế này được. Đây là mặt phía trên hòn đảo này. Hồi nãy em vừa vào hòn đảo là đi mặt dưới cả nhà. Còn đây là mặt trên nha. Mặt dưới là chỗ em mới lên. Đó, cái nhà thấy vịt nước nó bay không? Quá trời luôn. Không biết cái cách nào để mình bẫy đây. Tí nữa em sẽ coi nghiên cứu thử có cái cách nào không nha. Ồ, ở đây nước trong kinh khủng luôn cả nhà. Nước này may mà mình đem theo gương lặn nha. Nước này mà lặn xuống rất là đẹp luôn á. Ồ, trời nó láng nó im. Khung cảnh thì phải nói là rất là đẹp. Đây là mặt bên trong của hòn đảo nè mọi người. Mặt phía trời lặn nha. Để tí nữa em đi vòng hết cái hòn đảo rồi em sẽ đi lên trên đỉnh hòn núi này luôn. Biết có đường để mình đi lên không nữa. Em đi vòng nãy giờ mà chưa thấy cái đường lên luôn. Có cái chỗ này thì nó hơi có cái đường mòn mà không biết cái đường này đi lên đỉnh được không nữa. Phải leo qua mấy cái tảng đá này nè. Em leo cũng khá là cao rồi nè. Tới chỗ này thì nó hơi khó leo cả nha. Toàn là đá này nhìn mục lắm. Chưa có dám đu vô nữa. Thôi, coi thử cố gắng leo lên được không nha. Cái hòn núi này thật sự là em leo lên không có được luôn cả nhà. Chỉ leo hơn được nửa hòn núi là đã hết leo lên được rồi. Tại vì những cái vách đá nó dựng trong đứng không à. Không có leo lên được nha. Em đã đi vòng quanh cái hòn núi này rồi mà cũng không có tìm ra một cái nơi nào đó để mình dựng lều nha. Nên hôm nay em sẽ
tạo dựng một cái nơi trú ẩn trên những cái cây này nha. Giờ em sẽ đi vô trong cái cồn cát này để kiếm những cái dụng cụ mình dựng lều nha. Dựng lều hoặc là mình làm một cái võng cũng được, một cái sàn cũng được. Nói chung là phải ở trên cái cây đó. Những cái tấm dáng này mình có thể tiện dụng được nè. Phía trước có một sợi dây nữa. Dây mình có thể làm một cái chuyên võng cũng được cái nha. Ui, sợi dây này dài ghê luôn á. Đó, em cứ để tạm đây nha. Chỗ nào gần á thì mình bỏ lại, còn chỗ nào xe xe thì mình nắm theo. Một cái thùng xốp. Thùng xốp này mình có thể tiện dụng để kéo đi bắt hải sản cũng được nè. Ở đâu mà nó được một phanh dây cáp này quá là dài luôn. Dây này nó buộc ở trong cái thùng nha. Mấy cái miếng lưới nó ruộng sâu ở trong này, không biết có làm được một cái võng không. Phải nó to là mình làm được cái võng, mình làm cho nó khỏe. Nó tấp hồi nào mà nó dạt nó quấn vô trong này. Giờ chắc phải chặt bỏ cái cây này cả nha, để lấy nó ra. Cứng quá. Đây nữa nè. Đây là một miếng nó chôn trong đó nữa nè. Đó. Nó có khúc khúc à. Ôi, dường như đây là một cái rồng hay sao á. Nó may tròn luôn. Tí mình về mình cắt ra nha. Cũng quá trời là rách rồi. Đây nè. Rách thì mình may lại thôi, không sao hết. Ở đây có một chai nước nè. Hai chai luôn. Chai này còn một ít. Chai này còn khá là nhiều nè cả nhà. Đó. Ở chỗ những cái mộ như thế này là những cái chai nước người ta cúng kiến hoặc là người ta uống còn á cả nhà. Đây, nhìn thấy không? Còn cái dấu luôn chứ không phải là em nhặt, em bỏ xuống để mà quay đâu. Quay lại khi mình nhặt cái chai là nó thường có những cái hột mồ hôi như thế này. Đó. Rồi. Cái nắp két quá trời luôn. Không biết là nước ngọt hay nước mặn đây. Sao mà nó vô két cả nhà ơi. Nó có két ở trên cái nắp nè. Mong là nước ngọt nha. Nước ngọt mọi người ạ. Được một khúc như thế này. Có uống tạm buổi sáng rồi. May mà tưởng đâu có cát là nó bị nước mặn vô chứ. Thôi, đỡ tạm đây. Một trái dừa xiêm. Dường như còn nước sao cả nhà. Trái này nhìn là như bị hư rồi á. Nhưng mà mình chặt lên coi thử nha. Đó, cả nhà nghe không? Đó. Ôi, lấy về tí nữa róc lại thử. Đó, đi vòng quanh hết cái hòn đảo thì nhặt được bao nhiêu cái dụng cụ như thế này thôi. Được một khúc nước với lại thêm một trái dừa nữa. Rồi, giờ em sẽ tiến hành làm một cái nơi trú ẩn nha.
Rồi, cuối cùng cái võng cũng đã đan xong rồi mọi người. Giờ em sẽ nằm lên và test thử cho mọi người xem nha. Chắc cái bên này nó cao hơn nè. Tối em sẽ nằm cái đầu qua bên này. Đây này, cái nhà mà thấy không? Chỉ thiếu cái máy nữa thôi. Nếu mà có cái máy á, thì nó sẽ mát hơn. Có lại tối mình ngủ không có sợ sương nha. Đó. Quá là êm luôn. Nó còn sướng hơn là cái võng mà lúc trước em đang bằng những cái sợi bạc luôn cả nhà. Quá đẹp. Rồi, hiện tại thì hồi sáng em ra á, trời rất là êm luôn nha. Nhưng bây giờ nó đã lên gió sóng rất là dữ luôn. Nên em sẽ lóc cái giường, coi thử nó còn nên á, thì mình ăn tạm một xíu. Rồi sau đó em sẽ đi kiếm hải sản, tào lửa rồi kiếm hải sản nha cả nhà. Không biết gió như thế này mình có thể tạo ra được lửa không nữa. Nằm đây mát quá cả nhà ơi. Như đi nghỉ dưỡng luôn. Tại vì ở trong đó mồ mễ rất là nhiều nên em sẽ chọn ở ngoài này nha. Rồi bây giờ vô coi thử trái dừa còn nên không. Ôi, nguyên một trái dừa mọc mộng luôn này cả nhà. Nó ăn rỡ xuống tiết dưới luôn. Ây, trái này thì mình có thể ăn được cái tu hủ của nó này. Chứ ở trong chắc cái phổi của nó đã già rồi. Những cái trái này mình có để đi nữa vài bữa nó cũng chết thôi cả nhà. Tại vì ở đây là nước mặn nha. Nó ẩm thời gian nó sẽ chết thôi. Ôi, lấy về ăn tạm luôn. Em nhặt được một cái kính đập ở trong cái ống dòm đây nè cả nhà. Cái kính này em nhìn cũng khá là trong. Đây, để ở ngoài nắng thì nó có một cái điểm sáng này cả nhà thấy không. Bây giờ em sẽ dùng cái kính này để mà lấy lửa thử nha. Mới bước ra được một nhóm cỏ nè. Nếu mà nó cháy thì mình để phải chế tạo mấy cái kia. Nó cũng khá là sáng luôn cả nhà. Tính ra nó cũng 8-10 dưới cái kính lúp luôn á. Cái độ nó trong này. Đó. Không. Nhìn nó đẹp ghê á. Mong là nó cháy được. Bây giờ em xin phép đặt cái máy chỗ nào để em quay cho cả nhà mình xem nha. Cỏ này không biết cháy nữa được nữa không biết ơi. Để coi thử nếu mà nó cháy không được thì mình có thể đi kiếm tre nha. Tính ra nó cũng không có cháy cả nha. Để em kiếm một cái bù nhùi khác thử. Khói.
Lấy cái đây mà cũng đuối luôn cả nhà ơi. Cả chục lần mới cháy luôn. Ôi, giờ thì có lửa rồi. Giờ em phải lóc cái trái dừa đâu rồi. Lóc trái dừa ra, ăn đỡ một miếng. Hồi trưa chỉ ăn có một miếng cơm dừa sim, nó bị cơm sâu rồi. Bây giờ lóc trái này ra coi thử nha. Ít gì mình cũng có ăn được cái này. Có lửa là phỉ rồi. Cái miếng này mà nó cũng lấy ra được lửa nè cả nha. Cái này nó chắc cũng như cái kính mình đeo mắt á. Nó có hai miếng tròng xếp lại nè, một bên mỏng, một bên dày. Nói chung là cũng may gặp được cái miếng này, chứ không là mình phải làm cái khon hoặc là mình kè tri nha. Thời gian mà lấy bằng cái kính này tính ra nó cũng lâu như cái khon luôn á cả nha. Rồi, em sẽ ăn trước cái này nha. Giờ đói bụng quá rồi. May mà lấy lửa cách đó chứ lấy cách khon là chiên giờ muốn xỉu luôn á. Ăn tạm mấy cái này đi cả nhà. Rồi, em mời cả nhà ăn miếng tàu hủ nha. Cái này là hết ăn được rồi nè. Nó có chất dầu quá cái nha. Không biết cái này còn ăn được không. Nó to quá chừng luôn nè. Đó. Mong là còn ăn được. Kiểu như mà nó già đó cái nha. Nó muốn già hung rồi. Nó còn cắn xác luôn nè. Đây, quay cho cả nhà mình xem nè. Trắng tinh luôn. Thôi, giờ em mời cả nhà ăn miếng ruột dừa nha. Chỗ của em còn gọi là phổi dừa. Nó xốp nhưng mà vẫn còn chất ngọt cả nha. Ăn tạm cũng được. Hồi sáng ra là trời nó láng on luôn, nó láng như dầu luôn, nó không có một gợn sóng luôn. Không hiểu sao từ lúc mà 11, 12 giờ trưa bắt đầu em đang làm giỏng á, là lúc đó bắt đầu gió cả nhà, gió dữ quá. Cái này ăn không được, cái này nó mặn rồi, mình chỉ ăn ở trong thôi. Ăn cái miếng xốp này thôi.
Mấy cái cây này ốc nó đu này cả nhà. Ồ, đu cớ con luôn. Bắt mấy ốc này luộc ăn thử nó ngon không nha. Nhìn con cũng to to không à. May mà vô ngay mấy cái cây bần đước gì đây, bắt được một mớ ốc đây luôn. Nè, không biết ốc này là ốc gì nữa. Để em luộc coi thử ăn được không. Hồi giờ thì con ốc này em chưa ăn nha. May mà trời gió như thế này mà cũng bắt được một số thức ăn. Đó, luộc được hai lon như thế này. Ở đây em còn một con cá kình với lại một con ghị và ba con hàu nha. Tí nữa em nướng luôn. Ăn của em cũng bắt đầu chín tới hết rồi cả nha. Đây, hàu hương cũng hẻ rồi nè. Cái kình thì đã chín hết luôn rồi. Ghẹ hai cái lon này cũng đã sôi rồi. Em lấy bớt một cái nắp ra. Chỉ còn hai con này là nó mới vừa hẻ thôi. Thôi giờ chín bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu nha. Ô, cứ tưởng không có thức ăn mà ai ngờ cũng được một bữa ăn. Quất trước con cá quá là đói bụng luôn. Hồi trưa giờ chỉ ăn được có mấy miếng dừa thôi. Cứ nghĩ trời gió này là mình lặn không có hải sản, với lại nước nó đục quá cả nhà. Nhưng may đầu nước nó cũng trong. Này mà tối mình lặn chắc có hải sản ăn á. Tại vì ban ngày mà còn có cá, có ghị. Ôi. Rồi mời cả nhà mình ăn miếng cá kình nha. Thôi, em mời cả nhà mình ăn miếng cá kình nha. Ồ, cá này để dê ăn cũng được nha cả nhà. Cả nhà ơi.
cái tôi bắt lên ăn liền rất là ngon luôn. Vì cũng để chín rồi nè. Nóng. Đố bụng mà rung luôn cả nhà ơi. Thôi, mời cả nhà mình ăn miếng gì nha. Cái ruộng hậu hương này, cái cồi nó to này cả nhà. Thôi, mời cả nhà nha. Cậu hậu hương ngọt lắm. Tâm lưới hồi sáng em nhặt, bây giờ em gấp đôi lại và buộc bốn cái góc của nó này. Đó, góc nào cũng buộc hết. Bây giờ em sẽ đi ra chỗ cái võng của mình để giăng lên phía trên nha cả nhà, làm cái mái nha. Tối nó có thể chia được xương rất là nhiều luôn. Tại vì đây để em để gấp đôi rồi. Đó, cả nhà thấy cái võng không? Dù nước nó có lên cỡ nào đi nữa thì cũng không có ướt được cái võng đâu nha. Nếu mà nó có lên nữa thì em sẽ đưa thêm lên. Nhưng nước tới cái mức này là hết rồi cả nhà. Tại vì tầm khoảng 5 đến 6 giờ tối nó sẽ cạn xuống lại nha. Em đã buộc xong cái mái rồi nè. Nếu mà mình có sợ lạnh nữa thì mình sẽ chặt những cái chành lá mình đút vào giữa nè cả nhà. Đó, tại vì cái này nó có hai lớp nha, mình bỏ ở giữa cũng được, nhưng mà đối với em thì nó không cần thiết đâu, tại vì như thế này là quá ổn rồi á. Rồi tối hôm nay thì em sẽ nghiên cứu dựng cây để đặt một cái bếp lửa ngay cái chỗ này nè, để khi gió nó thổi thì khói nó phè tới nó có cái hơi ấm, với lại không có sợ muỗi nha. Không biết ở ngoài biển nó có muỗi không nữa. Bây giờ em sẽ đi gom củi lớn để chụm cho cái bếp lửa nó cháy thật là nhiều, để tối nó không có bị tắt nha. Nếu mà bị tắt thì mình vô ở trong đó nó cũng không có lửa để cho nó sưởi ấm mình đâu. Đây là bao nhiêu củi để tối hôm nay mình đốt. Bếp lửa thì em để ở trong bờ để nấu nướng hải sản. Còn ăn uống xong thì mình đi ra ngồi cái võng của mình nằm nha. Khi nào nó lạnh quá thì mình vô lại trong cái bếp lửa này mình sưởi. Chứ ở trong này gai góc không à cả nhà. Không có nằm ở trong bờ được đâu. Nước thì nó vô tới ngay cái chân luôn. Không biết tí nữa nó còn lên nữa không. Rồi, bây giờ em cùng cả nhà mình sẽ đi kiếm thức ăn nha. Đồ thì hồi sáng giờ không có thay. Cứ để bận như thế này luôn. Tại vì em giữ lại một bộ khô để tối mình nằm cho nó khỏi lạnh. Tối mà nó vẫn còn gió như ban ngày luôn cả nhà. Thank you.
Trời, nó xuống gió một cái nước lạnh như nước đá luôn. Hòn đảo gì mà không có hải sản cả nha. Bắt được có mớ ốc với lại mấy con cá à. Ô, hơi ấm một xíu rồi à, bắt đầu nấu ăn nha. Lạnh sao mà không biết tẻ luôn á. Buổi trưa thì mình lặn có nắng, nó còn hơi ấm ấm. Buổi chiều nó thổi gió lên rồi nước nó lạnh. Vị cá thì đã chín rồi cả nha, còn hai cái lon này nữa, chờ nó sôi lại một cái là mình bưng xuống nha. Đây, còn đây là con hào hương nướng. Con này gặp nó đỏ nè. Thôi, nói chung là giờ cá cũng đã chín hết rồi. Giờ em cũng mời cả nhà mình ăn con cá nha. Ở cái hòn đảo này là không có hải sản cả nhà. Không có sò mai hoặc là chồng đồ gì hết á. Chỉ có mấy con cá này với lại mấy con ốc, vài con hầu thôi. Mời cả nhà ăn miếng cá nữa nha. Cá bóng, lò bóng thòi lòi. Ở cái hòn đảo này là lần đầu tiên em bước chân lên luôn á cả nhà. Nên không có biết ở đây có hải sản hay không nha. Hào hương, mời cả nhà nha. Để chín trước một lon rồi. Con chồng chỉ được mỗi một con chồng này thôi. Ở đây chồng này nó cũng không có nha. Mấy cái đảo khác loại này nhiều lắm. Ô, mùa này mà nó còn chắc nè. Thôi em mời cả nhà ăn con chồng nha. Ốc dỗ thì hầu hết đảo nào em cũng gặp hết á. Ốc loại này cũng rất là nhiều.
Với lại ốc này giá nó cũng rẻ lắm cả nhà, dường như là có bê 40 ngàn một ký thôi. Đó, em phải chờ nước nó càng ra như thế này rồi mình mới dời bếp lửa ra ngồi xét võng được nha. Đây, cái võng của em đây. Bây giờ chắc tầm khoảng 11 giờ rưỡi, gần 12 giờ rồi. Nước nó càng ra khỏi mấy cái cây này rồi cả nhà. Đó, từ đây nó càng cho tới khoảng 7-8 giờ sáng nha. Thôi, giờ cũng khuya rồi. Giờ em cũng chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Đâm đốt đông lửa như thế này thì khỏi sợ muỗi. Có khói thì không có sợ muỗi. Nằm nó êm. Bay luôn. Hiện tại bây giờ là gần 5 giờ sáng rồi, 4 giờ mấy rồi cả nhà. Giờ em đi kiếm thức ăn nha. Tại vì chiên bây giờ là nước nó còn cạn ra tuyết ngồi này. Đó. Nếu mà hồi sáng em lặn là không có ra tới ngồi này đâu cả nhà. Không, thấy rồng nó đóng trong ràng không? Ra ngồi này lặn đi bắt thức ăn nó dễ hơn. Ồ, hai ba con cá luôn nè. Được một con. Ở đây em gặp được một con cá to luôn nè. Không biết con này bắt tay được không nữa. Rồi. Con này mà bắt tay là nó chạy. Ban đêm ké nó ngủ cũng rất là dễ bắt nha. Đây nè. Ồ, một con ké mó ràng cái nha. Một sắc đẹp ghê luôn chưa. Em vừa chỉa được một con ké mâu. Ké mâu mặt quỷ. Cái này đâm rất là nhức luôn nha cái nha. Lại là một con cái màu mặt quỷ nữa nè. Đây. Cái này nhìn cái dàn gai của nó ghê lắm. Ở đây nằm tới hai con luôn này. Một con. Bên này nó núp một con nữa. Bắt cái con núp này trước. Ù nó trơn. Ô phía trước một con nữa kìa. Đó. Cái này nói chung cũng rất là dễ bắt nha. Ui ba con luôn cả nhà ơi. Hô nó nằm 1 2 3. Với lại hồi nãy em bắt hai con nữa là 5 con luôn. Ô một con xảy rồi. Ô lanh quá. 5 con mà em chỉ bắt được 3 con thôi nha. Một con cái thì rèn này. Con này phải bắt hai tay thôi. Bắt một tay bắt không có được nha.
nó lành lắm. Đó. Ở đây con cá này nhiều thiệt chứ. 1, 2, 3 con luôn. Con nào lớn thì em bắt trước nha. Ôi, rồi bung chạy luôn. Cái này nó cực kỳ trơn luôn á. Một con cái mặt quỷ nữa này. Mình bắt sống luôn nha. Đó, nó chạy vô luôn cái nha. Đó. Ở đây em có gặp được một con sao biển. Đây nè. Wow. Quá là đẹp luôn cả nhà. Những cái con sao biển này rất là to. Nhưng những con này mình ăn không có được nha. Em chỉ quay cho cả nhà mình xem thôi. Phía trước em gặp thêm một con cá mặt quỷ nữa nè. Cái này mà đi không thấy đạp một cái là thôi à. Con này em lại tiếp tục bắt sống nha. Đó. Không. Bắt kiểu này á là cái nhà mình biết con cá màu mặt quỷ nữa rồi. Đó. Ui, xíu một tí. Ui, ghê thật chứ. Nó chạy xuống cái chân luôn. Bữa ăn thì em đã chuẩn bị xong rồi nè. Chỉ chờ nó re than một tí nữa thì mình có nướng rồi. Buổi sáng ngày hôm nay trời nó muốn mưa. Mây đồ mù hết rồi. Hôm nay bắt đầu nó xuống gió lại. Hồi tối mây mà trời nó láng nên nó cũng không có lạnh hung cả nha. Nằm ở đây đốt đống lửa thì tầm khoảng 3 giờ sáng. Gần 3 giờ sáng thì bắt đầu có muỗi nha. Nhưng mà khi mình đốt lửa nó có khói thì nó không còn muỗi nữa. Thôi, giờ nằm chờ có than thì mình nướng ăn thôi. Cuối cùng thì cái bữa sáng của em nó cũng đã chín rồi nè mọi người. Thôi, giờ đưa lên mâm, quất được rồi. Ồ, thơm quá. Được con cá mó to nè. Cá ngon ngon không à? Cái màu mặt quỷ, cái mó, rồi cái thia, thòi lòi. Với lại em còn rộng một mớ nữa cả nhà. Thôi, cái cũng chín hết rồi. Giờ em cũng mời cả nhà mình cùng ăn bữa sáng nha. Em phải thử con cái mó rạng này. Cái này phải ăn cho thật nóng nha cả nhà. Chứ không là nó cũng tanh lắm. Cái này mà có rau nấu chua nấu là khỏi nói luôn. À, em nóng. Thôi, mời cả nhà ăn miếng cá này. Nó thơm. Ngon. Wow, mới nướng là nóng quá.
ké này thịt mềm ghê luôn cả nhà. Rồi giờ em thử con ké mau mặt quỷ nha. Ké này thịt siêu dai luôn nè, mà nó chết nhất cũng dai nữa. Ồ, thịt nó như thịt cá nóc vậy á. Thấy thịt nó dai chưa? Thôi, mời cả nhà ăn miếng cá mâu mặt quỷ nha. Cứ mỗi lần đi này là em quên đem thêm muối thôi, ít khi nhớ lắm. Ngon quá. Đó. Nhờ nước cạn mới được ngồi ngồi này ăn á cái nha. Chứ nước lớn vô mình ăn không có được đâu. Với lại cũng không có nhóm được một cái bếp ở ngồi này nữa. Ồ, ăn ké này mà còn đầu không à. Không, cái đầu nó cứng lắm, không có ăn được nha. Em mời cả nhà ăn miếng cá thia nữa. Em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cả nhà xem tới đây cho em xin một like, một đăng ký kênh mọi người nha. Giờ thì bye bye mọi người.